Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm, ngày 16 tháng 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương tặng quà Tết cho 200 hộ nghèo huyện Khói Châu. Hội thảo khoa học cấp quốc gia Đảng Cộng sản Việt Nam, trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Làng nghề sản xuất ô mai mứt táo thành phố Hưng Yên phục vụ thị trường Tết. Người dân nên hạn chế đốt vàng mã dịp lễ Tết. Thôn Nhân Vũ, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi lưu giữ nhiều ngôi nhà cổ. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, sáng nay tại huyện Khói Châu, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã về thăm tặng quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Khói Châu. Cùng đi có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ban ngành đoàn thể tỉnh. Đồng chí Trương Thị Mai cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng 200 suất quà cho 200 hộ nghèo đến từ 25 xã thị trấn của huyện Khói Châu và chúc các gia đình đón xuân Canh Tí 2020 vui tươi, đầm ấm. Mong các gia đình tích cực lao động sản xuất vượt qua khó khăn, dần vươn lên ổn định cuộc sống. Đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương biểu dương những thành tựu về kinh tế xã hội mà huyện Khói Châu nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung đã đạt được trong năm 2019, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đặc biệt là công tác hỗ trợ để xây dựng sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới, đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát triển nhanh và vượt các mục tiêu đề ra trong năm 2020, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Dân vận Trung ương đã góp phần giúp Hưng Yên hoàn thành và hoàn thành vượt hầu hết các mục tiêu Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ này đề ra trước hơn một năm. Trong những năm qua, tỉnh Hưng Yên luôn coi công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo là việc làm thường xuyên, liên tục. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của Hưng Yên thấp hơn nhiều mức bình quân cả nước, chỉ còn hơn 1%. Từ nguồn ngân sách tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp hỗ trợ, tỉnh Hưng Yên phấn đấu đến hết năm 2020, tất cả các gia đình chính sách hộ nghèo đều có nhà ở kiên cố. Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo trực tuyến khoa học cấp quốc gia với chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam, trí tuệ, bản lĩnh đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội thảo đã đi sâu phân tích khẳng định công lao to lớn của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng bảo vệ Tổ quốc, những bài học kinh nghiệm cho công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với tuyên truyền, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, về quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, những vấn đề cần quan tâm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và đề xuất những định hướng giải pháp nhằm phát triển đất nước bền vững và xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ cách mạng mới. Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ nhấn mạnh, hội thảo khoa học Đảng Cộng sản Việt Nam trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là dịp để nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng trong 90 năm qua, cảm nhận sâu sắc hơn những định hướng tư tưởng của Đảng cho công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự hội thảo cần tích cực chủ động lĩnh hội những kiến thức là kinh nghiệm từ thực tiễn thông qua các bài tham luận tại hội thảo, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cũng trong sáng nay, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp đoàn đại biểu Tòa Giám mục Giáo phận Thái Bình do Linh mục Nguyễn Tiến Tám, Tổng đại diện Giáo phận Thái Bình đến chúc Tết Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới Canh Tí.
Tại văn phòng tỉnh ủy Hưng Yên, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ trân trọng cảm ơn Tòa Giám mục Giáo phận Thái Bình và bà con giáo dân Hưng Yên thời gian qua đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy chúc đoàn cùng toàn thể bà con giáo dân năm mới sức khỏe, an lành và hạnh phúc, đồng thời mong muốn thời gian tới, Tòa Giám mục và bà con giáo dân sẽ phát huy tinh thần sống tốt đời đẹp đạo, tiếp tục tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế chính trị của tỉnh. Nhân dịp này, đoàn đại biểu Tòa Giám mục Giáo phận Thái Bình cũng đã chúc Tết Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đã thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp và chúc Tết đoàn, chúc bà con giáo dân đón Tết Canh Tí an vui, hạnh phúc. Chiều ngày 15 tháng 1, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã đến thăm tặng hoa quà Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Chúc Hòa Thượng Thích Thanh Hiện, Trưởng ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh cùng các chức sắc Phật giáo trong tỉnh đón xuân mới an lành. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đánh giá cao những đóng góp của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo thị xã Mỹ Hào đã đến thăm tặng quà chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Son, phường Văn Đình Phùng, thương binh Vũ Văn Thập, bà Đỗ Thị Vân, phường Bần Yên Nhân và bà Phạm Thị Phương, phường Minh Đức đều là đảng viên 70 năm tuổi Đảng. Nhân dịp này, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy còn trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Sinh Thượng ở phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào. Chú trọng việc tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan đơn vị địa phương, thực hiện tinh giản biên chế, nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ công chức viên chức là những nội dung chính trong phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh tại hội nghị triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Sở Nội vụ được tổ chức vào chiều ngày 15 tháng 1. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành nội vụ trong năm 2019, đồng thời yêu cầu Sở tiếp tục tham mưu có hiệu quả cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nội vụ, trong đó chú trọng sắp xếp bộ máy của các cơ quan đơn vị địa phương, thực hiện tinh giản biên chế, nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ công chức viên chức. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả việc đánh giá xếp loại cán bộ công chức viên chức, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần phục vụ đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ quản lý công chức viên chức, đồng thời siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính. Tòa án Nhân dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020, dự hội nghị có đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2019, công tác giải quyết xét xử các loại án tại tòa án hai cấp trong tỉnh tiếp tục nâng cao cả về tiến độ và chất lượng. Các đơn vị đều đạt và vượt chỉ tiêu giải quyết xét xử do Tòa án Nhân dân tối cao giao. Năm 2020, ngành tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác cải cách tư pháp, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử các loại án, củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, tòa án có trình độ, năng lực, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình giải quyết các vụ án. Đại diện lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao đã trao cờ thi đua hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2019 cho Tòa án Nhân dân tỉnh và Tòa án Nhân dân huyện Khói Châu. Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên tỉnh Hưng Yên đoạt giải tập thể xuất sắc và Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có tác phẩm đoạt giải tại Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Búa Liềm Vàng lần thứ tư năm 2019 vừa được trao giải tối ngày 15 tháng 1 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Giải năm nay thu hút gần 1.700 tác phẩm tham gia. Ban tổ chức lựa chọn ra 57 tác phẩm xuất sắc nhất, trong đó có 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 25 giải khuyến khích và hai giải mới dành cho tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài. Ban tổ chức cũng trao giải cho 16 tập thể xuất sắc. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên đại diện lên nhận giải tập thể xuất sắc vì tích cực phát động tổ chức tham gia giải qua nhiều năm.
Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đoạt một giải khuyến khích với tác phẩm Hiệu quả từ nghị quyết 70 đến dự án 4 đúng ở xã Đức Hợp của nhà báo Hùng Sướng. Viettel Hưng Yên vừa tổ chức tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, Viettel Hưng Yên đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra với việc phát triển mới được trên 44.500 khách hàng sử dụng dịch vụ thông tin di động, doanh thu đạt trên 1.000 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 100 tỷ đồng. Trong năm, đơn vị đã triển khai sắp xếp cơ cấu lại mô hình với sự ra đời nhiều lĩnh vực kinh doanh mới, ngân hàng số Viettel Pay, kênh bán hàng trực tiếp, kênh bán hàng doanh nghiệp và bưu chính chuyển phát hoạt động đạt hiệu quả rõ rệt. Năm 2020, Viettel Hưng Yên tiếp tục củng cố dung lượng sóng 4G, xây dựng nền tảng hạ tầng kỹ thuật triển khai sóng 5G và đẩy mạnh phát triển khách hàng sử dụng dịch vụ Viettel Pay nhằm thúc đẩy giao dịch điện tử trên địa bàn. Do sản xuất đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm nên nhiều sản phẩm ô mai mứt táo của các cơ sở làng nghề trên địa bàn thành phố Hưng Yên vẫn được thị trường ưa chuộng. Hiện các hộ đang đẩy nhanh tiến độ sản xuất để kịp thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng sử dụng vào dịp Tết Nguyên đán. Tại xưởng sản xuất ô mai Quyến Lưu ở thôn Phương Thượng, xã Phương Triều, hàng chục lao động cũng đang tất bật đóng gói các loại ô mai như sấu, mơ, mận, khế và long nhãn sấy khô để kịp giao hàng cho khách. Do sản xuất đa dạng các mặt hàng, sản phẩm đã được đăng ký nhãn hiệu, lại thường xuyên được kiểm định về vệ sinh an toàn thực phẩm, nên sản phẩm đã được các cửa hàng bán buôn, bán lẻ ô mai ở phố cổ, thành phố Hà Nội đặt hàng sản xuất từ nhiều năm nay. 3 tháng cuối năm từ tháng 10 âm lịch đến tháng 11, tháng 12 thì nó cũng tăng khoảng độ 30% so với những ngày bình thường. Gia đình chúng tôi cũng đã chuẩn chu đáo các cái sản phẩm, thì mỗi một sản phẩm nó có khoảng độ 3-4 vị để đưa ra thị trường. Cơ sở của chị Đặng Thị Duyên, thôn Điện Viên, xã Hồng Nam, hiện cũng đang tập trung sản xuất mứt táo để phục vụ thị trường. Để khách hàng tin tưởng, cơ sở đã lựa chọn nguyên liệu sạch và chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và sản xuất 100% theo đơn đặt hàng. Dịp Tết này, cơ sở đã xuất bán trên 5 tấn mứt táo. Cơ sở của chúng tôi là sản xuất là chuyên về mứt táo, phục vụ theo khách hàng từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ngãi và hàng năm các ban ngành đều xuống kiểm tra. Trên địa bàn thành phố Hưng Yên hiện có 2 làng nghề sản xuất ô mai, mứt táo thôn Phương Trung, xã Phương Triều và thôn Điện Biên, xã Hồng Nam. Mỗi làng nghề có 8 đến 10 cơ sở sản xuất. Vào dịp Tết Nguyên đán, các làng nghề trên cung cấp ra thị trường trên 100 tấn mứt táo ô mai các loại. Những ngày cuối năm, lượng hàng bán ra nhiều, giá cả ổn định. Đây sẽ là động lực để các hộ làm nghề tiếp tục sản xuất duy trì làng nghề truyền thống của địa phương. Vào dịp Tết, nhiều người thường tổ chức đốt vàng mã lên đỉnh tốn kém để cúng ông công ông táo, tất niên, tảo mộ, cúng rằm tháng giêng, dâng sao giải hạn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ý thức của người dân trên địa bàn thành phố Hưng Yên có sự chuyển biến rõ rệt. Nhiều gia đình đã nói không với việc đốt vàng mã. Cũng như mọi năm, vào chiều ngày 22 tháng Chạp, gia đình bà Nguyễn Thị Thúy ở thôn Đoàn Thượng, xã Bảo Khê chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để cúng ông công ông táo. Đây là ngày lễ lớn trong năm nên bà sắm sửa rất cẩn thận từ hoa quả, bánh kẹo đến mâm cơm cúng. Tuy nhiên, bà tuyệt đối không sắm vàng mã và cũng nhắc nhở con cháu cùng thực hiện. Trước kia gia đình chúng tôi đốt rất là nhiều vàng mã trong bất kỳ một ngày lễ ngày Tết nào, đặc biệt là ngày ông công ông táo. Có làm chúng tôi đốt lên tới hàng triệu. Thế nhưng mà khi nghe thấy một tin, có một gia đình sau khi đốt vàng mã thì hỏa hoạn và gây rất nguy hiểm cho người thân trong gia đình. Chính vì vậy, gia đình chúng tôi từ bấy giờ là chúng tôi không đốt vàng mã nữa. Tại các chợ trên địa bàn thành phố Hưng Yên, ngày 22 tháng Chạp, đối lập với không khí mua sắm hối hả cho ngày ông công ông táo ở các cửa hàng bán hoa quả, thực phẩm là sự vắng vẻ ở các gian hàng vàng mã. Nhiều người năm trước bán vàng mã, năm nay đã chuyển sang bán mặt hàng khác vì ế khách. Tôi bán là hơn chục năm nay nhưng mà mọi năm thì bán rất chạy hàng, mà năm nay ế. Nhà tôi cũng không bao giờ đốt vàng mã nhưng trong những ngày này vì nó ô nhiễm môi trường. Thứ hai nó là tốn kém cho tiền bạc ra. Nhà chùa bảo là như thế là đốt vàng mã là cũng không tốt ở cái tâm là chính nhất. Sở dĩ có tục lệ đốt vàng mã vì nhiều người có quan niệm trần sao âm vậy, người sống có cái gì thì đốt cho người chết cái đó,
Tuy nhiên, quan niệm này là hủ tục, mê tín dị đoan, gây tốn kém, lãng phí. Đốt vàng mã cũng đi ngược với giáo lý đạo Phật. Nhiều ngôi chùa trên địa bàn tỉnh đã kêu gọi tăng ni Phật tử và đông đảo người dân không đốt vàng mã. Trong đạo Phật thì không có cái truyền thống đốt vàng mã, mà mục đích của đạo Phật là sống tốt đời đẹp đạo, yêu thương lẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau. Thế còn gửi cho những người mà đã quá cố như vàng mã, chúng ta thứ nhất là chúng ta là chưa thể nhìn thấy, người ta có nhận được không? Thứ hai, về môi trường thì đốt vàng mã ảnh hưởng môi trường rất nhiều. Cũng là đồng tiền mua vàng mã, chúng ta bỏ ra để tặng cho những người nghèo, tặng cho những người khó khăn hơn thì cuộc sống sẽ tốt hơn. Những ngày lễ Tết là dịp để mọi người nhớ về tổ tiên, nguồn cội, cùng nhau ăn bữa cơm cho không khí đầm ấm, sum vầy. Vì vậy, mỗi người cần có ý thức giữ gìn nét đẹp văn hóa, không để những hủ tục lạc hậu như đốt vàng mã làm biến tướng. Cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại, những nếp nhà cổ ở các làng quê dần mất đi, thay thế vào đó là những ngôi nhà khang trang kiên cố. Thế nhưng ở thôn Nhân Vũ, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, hiện nay vẫn lưu giữ được nhiều ngôi nhà cổ, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của ông cha. Ngôi nhà cổ của gia đình ông Cù Quốc Doanh ở thôn Nhân Vũ đã có tuổi đời 120 năm. Ngôi nhà có kiến trúc truyền thống với lối nhà lòng thuyền gồm 3 gian, 2 dĩ. Nếp nhà trăm năm tuổi được thể hiện trong từng chi tiết nhỏ như bức đại tự, hoành phi, cầu đối, chữ nho. Toàn bộ ngôi nhà được làm bằng gỗ lim. Gian chính giữa là nơi để thờ tự. Các gian còn lại là nơi sinh hoạt của gia đình. Vì muốn giữ lại cái di tích của các cụ cho nên là tôi mới về đây. Theo thân tâm của tôi là tức là cái thời ông các cụ làm được cái nhà này là cái thời cũng rất là huy hoàng của các cụ. Cho nên là tôi cũng muốn tất cả con cháu sau này noi theo cái gương đấy. Thôn Nhân Vũ hiện nay còn lưu giữ 5 ngôi nhà cổ có tuổi đời trên 100 năm với kiến trúc truyền thống của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Hệ thống cột, hoa văn, trang trí đều được chạm khắc tinh xảo. Việc bảo tồn và phát huy giá trị của những ngôi nhà cổ được địa phương thường xuyên quan tâm, cùng với người dân tuyên truyền và gìn giữ, không làm thay đổi kiến trúc của ngôi nhà, qua đó thể hiện nguyên vẹn giá trị lịch sử và văn hóa làng quê xưa. Từ ngày 15 tháng 1, thông tư 67/2019 của Bộ Công an quy định về việc người dân có quyền giám sát lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ thông qua thiết bị ghi âm ghi hình chính thức có hiệu lực. Thông tư 67 thay thế thông tư 54 của Bộ Công an ban hành năm 2009. Theo đó, người dân có quyền giám sát lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình nhưng phải đảm bảo các điều kiện không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ. Ngoài khu vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tuân thủ các quy định pháp luật khác, theo quy định, người dân sẽ có 5 cách giám sát lực lượng công an cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thứ nhất, thông qua các thông tin công khai của Công an Nhân dân và phản hồi qua các phương tiện thông tin đại chúng. Thứ hai, thông qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật. Thứ ba, thông qua tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ chiến sĩ. Thứ tư, thông qua kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Thứ năm, giám sát thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp. Từ ngày 1 tháng 1 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra phát hiện 1.112 trường hợp vi phạm, phạt với số tiền trên 1,5 tỷ đồng, tạm giữ 305 phương tiện, tước 136 giấy phép lái xe. Đặc biệt xử lý nghiêm đối với người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, người điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi. Trong đó phát hiện xử lý 60 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, có 6 ô tô và 54 xe mô tô, phạt tiền trên 280 triệu đồng, tạm giữ 60 phương tiện và tước 53 giấy phép lái xe. Điển hình đã xử phạt một lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn với số tiền 22 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 17 tháng. Nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân khi tham gia giao thông, nhất là việc sử dụng rượu bia, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như treo các pano khẩu hiệu uống rượu bia thì không lái xe. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tăng cường phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố cho công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo khép kín 24/24 giờ trên tất cả các tuyến quốc lộ trọng điểm, đặc biệt là vào các khung giờ thường xảy ra tai nạn giao thông.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.